Thưa quý vị và các bạn, vào những ngày mưa lũ kéo dài, đối với các gia đình có mặt nền nhà thấp hơn so với mặt đường hay các gia đình ở khu vực có triều cường thì việc tràn nước ngược từ các ống cống vào nhà là khó tránh khỏi. Việc tràn nước bẩn như vậy không những gây tổn thất về đồ đạc mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Một giải pháp mới đã được đưa ra nhằm giải quyết vấn đề này. Sử dụng miếng xốp và gạch chèn lên các đường ống thoát nước trong nhà hay hót bỏ nước bẩn từ cống tràn ngược lên. Đây là công việc mà gia đình chị Phạm Thị Lan ở quận Thanh Xuân, Hà Nội thường phải làm vào những ngày mưa kéo dài. Tuy nhiên, các biện pháp thủ công này chỉ có tác dụng khi chị Lan có nhà. Còn những hôm chị đi vắng, mưa đột ngột thì chuyện nước tràn vào nhà gây mất vệ sinh, hỏng đồ đạc là chuyện đương nhiên. Những ngày mưa vừa qua, chị Lan không còn phải lo lắng việc chắn xốp, chèn gạch hay hót bỏ nước bẩn từ cống tràn ngược lên nữa, bởi chị đã thay thế các phễu thoát nước cũ của gia đình bằng phễu thoát nước chống tràn ngược ngăn mùi TD102. Vào những mùa mưa lũ thì khi mà nước từ cống tràn lên thì rất là mùi và dành hết cả lên nhà vào nhà thì nhà rất là bất tiện. Từ khi sử dụng sản phẩm vệu chống tràn chống mùi này thì tôi khá hài lòng với sản phẩm này vì đã giải quyết cho tôi vấn đề là nước không từ cống không tràn ngược vào nhà. Khi đi xa thì tôi không phải lo lắng là vì mình phải về nhà lau dọn nhà cửa như những lần trước nữa. Sản phẩm phễu thoát nước chống tràn ngược ngăn mùi mà gia đình chị Phạm Thị Lan sử dụng chính là một nghiên cứu, một sản phẩm mới của tiến sĩ Đỗ Ngọc Trung, giảng viên thuộc Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Giải pháp ra đời nhằm giải quyết triệt để việc tràn nước bẩn ngược vào nhà và mùi hôi bốc lên từ các ống cống. Xuất phát từ chính gia đình nhà tôi, cứ mỗi khi mà trời mưa to, do cái đặc điểm là phễu thoát nước của gia đình nhà tôi là thấp hơn mặt đường, chính vì vậy mà nước lại tràn ngược từ phễu thoát nước lên trên nhà. Cũng khá nhiều các tác giả đã đưa ra những giải pháp mà chống triều cường. Tuy nhiên với bản thân tôi thì tôi thấy rằng những giải pháp đấy cũng khá là phức tạp, và mong muốn của tôi là phải đưa ra một giải pháp nào làm sao đơn giản, dễ sử dụng, dễ lắp đặt và có thể ngăn được nước tràn ngược vào trong nhà cũng như ngăn được mùi vào trong nhà. Thử nghiệm để so sánh phễu thoát nước chống tràn ngược với phễu thoát nước thường. Khi mực nước cao hơn chiều cao của phễu thường thì nước tràn ra, còn phễu chống tràn ngược thì nước không thể tràn lên được. Hoạt động dựa trên nguyên lý van một chiều, quả phao chính là van có tác dụng nổi trên mặt nước, khớp chặt với gioăng silicon. Theo tác giả chia sẻ, điểm khó khăn nhất khi thiết kế phễu chống tràn ngược chính là làm sao để quả phao nổi lên song song với thân của phễu và ép chặt vào gioăng silicon, không có lỗ hổng nào, như vậy thì nước cống mới không thể tràn ngược vào nhà. Cái phễu thoát nước của tôi thì có khá là nhiều chi tiết ở đây, tuy nhiên cái chi tiết mà giúp cho nước không tràn ngược vào trong nhà chính là nhờ có quả phao này và cái kết cấu gioăng silicon này. Là cái chi tiết mà chống nước tràn ngược vào trong nhà. Khi nước bên ngoài dâng cao thì quả phao sẽ ngăn chặn lại và nước bên ngoài rút thì quả phao lại tự chuyển động xuống dưới. Cũng giống như trên ngoài thị trường, nhờ khả năng chống mùi là sử dụng chính là nhờ cái nắp chắn rác này. Tuy nhiên thì để chống được mùi thì nắp chắn rác phải có cấu tạo đặc biệt. Cái nắp chụp này thiết kế làm sao mà cái bề mặt của cái nắp chụp này phải nằm ngập sâu xuống cái mức nước còn tồn đọng lại ở cái phễu thoát nước. Thì như vậy là ngăn chặn cái nước mùi từ cống công cộng để thoát được lên. Hiện tượng tràn ngược nước vào trong nhà cũng thường xuyên xảy ra với những gia đình ở khu vực có triều cường như trong thành phố Hồ Chí Minh. Việc nước tràn ngược vào trong nhà không những gây phiền toái, ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình mà còn là nguy cơ gây ra các bệnh truyền nhiễm. Với phễu thoát nước chống tràn ngược ngăn mùi, người dân sẽ có thêm một lựa chọn nữa cho gia đình mình vào mùa mưa lũ.